quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Hương vị tình thân. Hương vị tình thân phần 2 tập 43, Lộc điều tra ra người tung clip của ông Sinh và Chiến Chó. Trong lúc Nam đang được gia đình công nhận và yêu thương, bà Xuân đã nhận ra chân tình của Nam, thì đột nhiên có clip quay lại giữa ông Sinh và Chiến Chó bị bới móc lại. Kẻ làm trò tiểu nhân này không ai khác chính là bà Sa. Bà muốn thông qua clip đánh vào vị thế của Nam trong gia đình, đồng thời để gia đình ông Khang tập trung và yêu thương Thi hơn. Không biết âm mưu của bà Sa với thủ đoạn ném đá giấu tay có làm ảnh hưởng đến Nam không? Thì trong tập phim, khi nghe Thi mang thai, bà Sa đến nhà thông gia khen con hết lời, tuy nhiên cũng không quên chê bai, không tiết kiệm lời dành cho Nam. Sang Nam làm việc này việc nọ như ô xin trong nhà, nhưng Nam lại là người quân tử biết quan tâm, bởi Nam hiểu Thi đã mất con một lần nên lần này có thai, nên Nam thông cảm và chấp nhận làm mọi việc vì thương Thi và cháu trong bụng. Nam không để ý và cảm thấy khó chịu về điều đó. Bà Sa là người nham hiểm mưu mô, thấy con gái của kẻ thù lại đang sống trong gia đình nhà hào môn, được gia đình hết mực yêu thương, trong khi con gái mình đang mang thai lại bị cho ra rìa. Cho nên với bản tính xấu xa gian ác của mình, bà đã tung clip ông Sinh với Chiến Chó một thời nhằm làm xấu mặt Nam trước mặt mọi người, để vị thế của Thi được đẩy lên tầm cao mới khi gia đình chồng không còn quan tâm Nam nữa. Tuy nhiên, bà Sa đã không được toại nguyện vì cả gia đình chồng đứng về phía Nam, chấp nhận con người cô, hiểu tấm chân tình của cô, bảo vệ cô. Cả gia đình đều không quan tâm gì đến mối quan hệ này. Ông Khang là người chủ gia đình, cũng nói câu thấu tình đạt lý, đâu phải ai cũng xấu. Cái này có liên quan gì đến con bé Nam chứ? Bà gần thời điểm đó cũng đã giải vây cho Nam. Quyên ơi, mẹ muốn đi ra ngoài, con đưa mẹ đi. Nam chưa biết phải trả lời thế nào, thì được cứu một bàn thua trông thấy. Nếu trước đây bà Xuân đã nhảy động lên, làm ra nhẽ chuyện con dâu có quan hệ với người xã hội đen, nhưng giờ đây khi hiểu Nam, cảm nhận được chân tình của con dâu, bà đã chọn bảo vệ con. Còn Long trong lúc này đã suy nghĩ clip trên tự nhiên mà xuất hiện trong thời điểm này, chắc có ai muốn chơi xấu vợ mình, bởi Long là người hiểu hơn ai hết. Ông Sinh là bố ruột của Nam, hiểu được nội tình sự việc, anh muốn vợ tìm được về cội nguồn của mình, vợ mình chịu quá nhiều thiệt thòi, anh quyết tâm tìm ra kẻ nào đứng đằng sau, mục đích là gì. Anh đã từng hứa không để ai tổn hại vợ mình, bảo vệ cô. Thông qua tiềm lực của mình, anh cũng không khó tìm ra đó chính là bà Sa. Thấy được bộ mặt thật của người phụ nữ rắn rết này, anh sẽ lựa chọn đối mặt trực tiếp hay dùng cách nào để bảo vệ vợ? Hãy cho ý kiến của mình nhé.